Mới đây vợ Mạnh Quỳnh đã tâm sự tiết lộ việc người tình Phi Nhung chỉ nằm vui trên giường sau biến cố. Sự việc nữ ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chợ rẫy vào tháng 9 khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Ca sĩ Mạnh Quỳnh là bàn diễn của Phi Nhung, từng cùng cô đi diễn đến nhiều nơi, lưu diễn nhiều chỗ trong suốt hàng chục năm qua. Nhiều người nhận định Mạnh Quỳnh là tri kỷ là người tình bí mật của cố ca sĩ mới đây mạnh quỳnh đã có những chia sẻ về điều tiếc nuối lớn nhất không thể thực hiện với phi nhung đồng thời cho biết về khoảng thời gian nữ ca sĩ ra đi anh chẳng thể làm được điều gì chỉ nằm vùi trên giường muốn yên tĩnh vợ mạnh quỳnh đã ở bên cạnh chia sẻ sự khó khăn với cảm xúc của người tình phi nhung động viên chồng không nên quá buồn và suy sụp bởi còn phải nghĩ đến công việc gia đình và tương lai vợ mạnh quỳnh luôn hiểu và đồng cảm với công việc của chồng suốt hàng chục năm qua Cô cũng luôn để Mạnh Quỳnh thoải mái chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Mạnh Quỳnh gửi đơn khởi kiện một nữ CEO tại Việt Nam khi xúc phạm Phi Nhung. Tuy nhiên sau đó đại diện của Mạnh Quỳnh đã bác bỏ thông tin này. Là đại diện truyền thông của ca sĩ Mạnh Quỳnh, chúng tôi yêu cầu dừng ngay việc sử dụng những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan tới nam ca sĩ các bài viết đưa tin một chiều mang tính phiến diện vô căn cứ dựa trên các thông tin sai sự thật đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân cũng như công việc của ca sĩ mạnh quỳnh